Nguyên liệu của cách làm nem phượng đơn giản, gồm có bì lợn luộc chín thái nhỏ, thịt mỡ cùng thịt nạc thái quân chỉ đem trộn cùng với thính, làm gạo rang nghiền bột và nêm ra. Nó cứ lạ lạ nhỉ? Thì ra cái xe ao lần 883 này nó có rất nhiều màu, màu đấy. Vô duyên vô cớ sao mà mất gì á? Sáng chiều lôi cuốn để mạnh mẽ di chuyển victory đẳng cấp phái mạnh đám đông cổ động viên được thỏa mãn và các vị giám khảo đã khiến người hâm mộ Osaka hài lòng với kết quả Trung Quốc khi vận thắng cuối cùng đã thuộc về Osaka Higashino. Nè anh, chắc gì anh sẽ vui lắm. Anh cũng không biết sẽ như thế nào nữa. À, mà vì chuyện anh nói, em giật Tuấn Khanh tới bây giờ đó. Em cũng không biết nữa. Chỉ thấy mọi thứ mơ hồ quá. Thật ra, trên thương trường, đâu đáng nào là chuyện đương nhiên thôi. Nếu em thật sự yêu Tuấn Khanh, thì em...